Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa xác nhận về sự việc đối tượng xâm phạm cơ sở thờ tự và đập phá tài sản các đồ thờ cúng trên chính điện tại chùa Long Nguyên, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi áo xông vào một nơi thờ tự và liên tục chửi bới đập phá đồ đạc ở chánh điện rồi châm lửa đốt. Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023, toàn bộ chánh điện nhà thờ tổ có diện tích hơn 170 m2 đã bị đối tượng đập phá. Các tôn tượng Phật lớn, nhỏ đều bị đập và trống bị đốt. Chỉ có khu vực thờ cốt và di ảnh Phật tử đối tượng không đập phá. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ và đưa về công an quyền lấy lời khai và tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Cũng theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Đức Hòa, hiện nay đã xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi đóng góp ủng hộ tu sửa chùa. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của nhà chùa. Do đó, mọi thông tin liên lạc, các Phật tử xin liên hệ trực tiếp Đại Đức Thích Lệ Ân trụ trì chùa Long Nguyên qua số điện thoại 0978 540 489 để tránh bị nhóm lừa đảo lợi dụng